cứ phải nghĩ là phải nhập vai thì là mới là hoàn thành tốt được cái yêu cầu đạo diễn, nhưng mà Cường thì Cường không được đấy. Anh Victor nói với Cường ấy, không nhất thiết là Cường phải là nhân vật đấy, là anh chỉ muốn làm sao mà trên cái khung hình anh ấy nhìn được cái cảm xúc mà anh muốn. Anh không cần biết em nghĩ đến vấn đề gì, anh không cần biết là em đang tuyệt vọng về vấn đề gì, em cũng không cần nghĩ em phải đang sắp chết. Biết làm sao cái biểu cảm về cảm xúc của mình ở trên khung hình nó đúng như anh Victor muốn. Mà Cường thì lại, Cường làm việc anh Victor Cường rất thích, bởi vì là anh ấy nói Cường hiểu luôn. Nếu mà rơi vào cái sự mà buồn về bản thân mình ấy, thì Cường rơi vào rồi. Nhưng mà để đến tuyệt vọng mà đến mức mà kiểu phải tìm cái chết thì chưa. Nhưng mà Cường biết cái cảm giác tuyệt vọng mà cảm thấy nó như nào. Rồi có rất nhiều lần mà Cường phải tự đấu tranh bản thân của Cường, và rất nhiều lần mà Cường tập luyện mà Cường thấy mình không làm được, và mình cảm thấy nó rất là kiểu bực mình với cả cái bản thân mình. Và mình cảm thấy cái việc này nó như là một cái kiểu như là gánh nặng cuộc sống. Tham vọng thì không đúng, là cô một người khá là yêu nghề, yêu nghệ thuật, thì Cường nghĩ đấy hơn là từ tham vọng. Thì Cường hiểu theo là những cái việc mà cô ấy làm ấy, là cô cũng muốn là vượt qua những cái khả năng của bản thân cô ấy, những cái hạn chế của cô ấy. Thì Cường nghĩ cái việc đấy là nên ủng hộ, bởi vì ai cũng có một cái mình làm không tốt. Bản thân Cường thế, mà khi mà mình đã được làm cái đấy mà mình lại có động lực, mà mình lại được là kiểu như là sống cả cái đam mê của mình, thì nó rất là ý nghĩa. Thì Chi cũng thích âm nhạc cùng cái thời điểm của Cường, nhưng mà ngày xưa thì cô ấy thích điện ảnh hơn, nên là cô ấy sẽ theo hướng điện diễn viên nhiều. Thì Cường nghĩ là Chi là một người có tố chất, bởi vì cô ấy học mọi thứ, và cô ấy cũng có cái khả năng về vũ đạo, tất cả mọi thứ ngoại hình nó rất là thuận lợi cho cô ấy để phát triển theo con đường âm nhạc. Cường chỉ nghĩ là nếu mà cô cứ nghiêm túc thôi, nghiêm túc về vấn đề tất cả những việc cô làm, chứ không phải chỉ ngoại vấn đề âm nhạc, thì cô sẽ thành công thôi.